các bạn nha. Hôm nay cùng mình đi tô màu cho số 2272 của ngày hôm nay nhé. Với số của ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô màu nha các bạn. Vậy là mình đã tô xong rồi nha các bạn. Các bạn thấy hay hãy like và subscribe cho mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.